Ok, chào tất cả các bạn cũng như anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái gì mà mình biết được để anh em đảm bảo an toàn cái nick game của anh em, tránh bị mắc ạc. Và những cái hướng dẫn này dành cho người chưa biết, nói chung là tân thủ hay là những người mới chơi đó các bạn. Thì ở đây khi anh em đăng nhập vào được game rồi, anh em bấm vào phần cài đặt. Anh em ấn tiếp theo cho mình là phần là Advanced. Thì ở đây anh em hãy chú ý cho mình là cái mục Connected. Đây anh em phải luôn để cái chế độ ở trong cái điện thoại anh em là cái chế độ Connected nha. Đừng có để cái chế độ mà đóng nha anh em. Đóng có nghĩa là anh em sẽ đăng xuất cái account game ra. Và ở đây anh em có thể liên kết cái tài khoản, cái account game của anh em á với nhiều cái tài khoản Gmail cũng như là tài khoản Apple. Thì anh em muốn liên kết thêm cái tài khoản khác á, thì anh em chọn Single Now. Và sau đó anh em đăng nhập bằng cái tài khoản Gmail khác để anh em liên kết nha. Thì ở đây khi anh em đã vào được game rồi thì anh em lưu ý hãy liên kết cái account game của mình với một cái tài khoản Gmail nhất định và luôn để cái chế độ là Connected. Tiếp theo là anh em phải chú ý cho mình là cái mục này. Ở cái chỗ này nè thì anh em có thể là kích những cái thiết bị không cần thiết. Đó, chỗ này thì anh em có thể kích những cái thiết bị không cần thiết. Những cái thiết bị nào mà anh em không muốn họ đăng nhập account thì chỗ này thì anh em có thể kích nha. Rồi, tiếp theo thì chỗ cái mục này. Cái mục này là cái mục là cái mã code anh em có thể đăng nhập trên các thiết bị khác và cũng có thể là dùng để kích những cái thiết bị đang đăng nhập cái account của anh em luôn. Thì chỗ mục này thì để anh em nhập code cho anh em sử dụng một cái thiết bị khác anh em tải game về rồi thì anh em nhập code vô đây á, thì anh em có thể là sử dụng cái account game ở một cái thiết bị khác qua cái thiết bị mới. Do đó anh em hãy lưu ý cho mình và nhớ là phải giữ cái mã code này nha. Tiếp theo là khi game có những cái bản cập nhật mới thì anh em không được xóa đi để tải lại mà anh em nên chọn cách là cập nhật nha cho các bạn. Nhớ nha, anh em nên chọn cách là cập nhật nha. Và cái cách cập nhật á, nếu như anh em tải ở trên cái CH Play thì anh em sẽ vào phần là CH Play và anh em sẽ vào phần là ứng dụng và thiết bị. Đây thì ở bên phần quản lý anh em kéo xuống thì nó sẽ có một cái chữ là đem đến là Soccer. Thì khi có một cái bản cập nhật thì anh em ấn vô anh em cập nhật là xong nha. Rồi nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn cũng như anh em trong clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.